Ai có nhu cầu mua nick liên quân Free Fire, quân huy giá rẻ, kèm nhiều vòng quay lật thẻ may mắn thì nhé shopchuyenstar.com. Ở đây cái quần què gì cũng có. Có mấy bạn cứ hỏi sao Natalia dạo này yếu thì mấy bạn có thể sử dụng bộ phù hiệu này. Bộ này mình đặt tên là bộ khủng vì lúc nào bực mình thì mới dùng. Như trận nào thua nhiều dùng bộ này hay thắng lắm do nó giết họ nhanh chết nên nhanh giàu hơn. Khi giàu rồi lên gì cũng mạnh, mà có cái dở là mình cũng nhanh chết. Tiếc là thiếu sát thương không ăn được bùa, không thấy bùa nên không thể canh được chiêu thức mà ăn. Tướng Cafeni này nếu nó cầm tốc hành dí mình thì rất khó tung chiêu trừ chiêu hai là xác định luôn. Nên trong trận có con này thì phải lên làm chậm, mình không lên thì đồng đội phải lên. Ở khoảng cách xa thì còn canh chiêu được chứ nó chạy vòng quanh gần bên mình thì ném dễ trượt vô cùng. Đã thế SB còn A ra nữa, nó búp cho cục giáp rồi giải khống chế là tôi. Đợi hồi chiêu hay là tiễn luôn bạn này. Lần nào đăng video cũng hết pin, không hiểu sao. Passive cũng như ra ta mấy bạn đợi nó ulti xong rồi ném chiêu dễ trúng hơn. Tội AD team bạn hút chọn 3 lần chiêu 1. Giờ vào xin nhẹ bùa xanh thôi. Đợi mấy năm tôi giờ mới được nếm thử. Núp bụi quan sát xem có bé nào đi băng đường này không. Ngồi như này mà bên kia có hack map là nó đập cho to đầu luôn. Không lên cao thì không dọn lính được mà lên lại bị úp sọt. Tham lam con bùa để rồi đặt lại cái mạng. Chưa kịp dùng đã chết, nhiều lần như vậy mà vẫn không chừa, chết thì chết chứ đam mê vẫn không bỏ được. Có blue là mình lại sang cho bằng được. Lần này thì suôn sẻ đây. Ở tốc biến hay đấy, nhảy vào chiêu 2 của mình ngồi luôn. Chừa cái tội nãy đánh chết Trâm Anh, nhân quả không chừa một ai. Có bùa xanh thì ném chiêu xối xả vào trụ thôi, đố thằng nào ra dọn lính được đấy. Team bạn bị dính chiêu yếu hết, định ulti mình hả, né được hết nha. Thằng Zuka này cũng oai nữa, nó mà đánh thì tao chạy trước đấy. Rồi mới nói xong, hóa ra mình bị đấm đầu tiên. Ui cha mà ơi, sao mình lại bất tử thế này, đấy mấy bạn thấy chưa? Chơi game chỉ cần may mắn thôi là đủ win rồi. Nhiều khi tưởng chừng chết mà lại không chết, tưởng sống thì lại chết, chả biết đường nào mà lần. Quy tim bạn lần nào cũng hổ báo, chuẩn dân giang hồ, có như vậy
thì mới có mạng được. Ăn hai phát A để tìm bạn ngỏm luôn. Dí hai đứa này về nhà cho sợ, lần sau đừng lên nữa. Có người có rồng mà lại không có lính, nữa là kết thúc trận mà lại cho team bạn một cơ hội nữa. Thôi chạy không được thì chết, nhưng giả vờ tự tử cho ai. Team đang có lợi thế nên mình ăn rồng để có thêm sát thương. Này không có cái bùa rồng hồi cục máu như bữa cũng buồn, vì tranh giành cục bùa đó, không biết chết bao nhiêu mạng. Cơ hai bạn ơi, sao lại để chết vậy kia, nó mà xuống mất toi rồng thì sao? Bỏ thì tiếc ăn thì sợ cướp, hổ thân tôi. Má thằng Quy, nãy giờ bị mấy lần rồi, toàn chặn đầu mình không? Lại luôn mấy đứa này, trụ còn thì không thả rồng đi thả ở giữa. F2 bên không ép đi ép đường giữa, chơi như vậy hèn gì game nó cứ khó ra, chát vậy mà cũng không cho, còn nói tục thì cho, thật không thể hiểu nổi. Ai xuống đẩy dưới này này? Mình canh chiêu hai đợi đứa nào tới gần là ném. Hổ Karisi 2 chiêu chết luôn, còn dự định mần chi nữa. Combo chiêu 2 một tốc biến lưu truyền ngàn đời giờ vẫn ngon nha. Má đi về đang lơ ngơ bị đánh thình lình, chịu luôn, mà có ném chúng thì họ vẫn chạy được. Giờ mình thay giày hồi chiêu thành giày kiên cường để đỡ bị khống chế. Trượng băng có rồi nên chơi đánh từ xa, như này Cafeni rất khó áp sát. Hồi chiều hai đập cho Diêu phát đã. Giờ thì lên và win thôi. Cảm ơn mọi người đã xem. Ai chưa đăng ký thì cho mình xin một lượt nhé. Cảm ơn ạ.